Đây, đây là cái sản phẩm mà ta nói tấm trắng như vậy nha, tấm trắng mà từ than tre. Trời ơi, em nói gì cái này nó trắng lắm quý vị ơi. Và một điều đặc biệt là mình massage chừng 15 ngay chừng phút chừng đen là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Rất là trắng cho cả nhà, tại cái này sản phẩm này là em xài của gì vậy? Em test luôn, đây em đang test cái tay của em cho cả nhà mình coi nè. Đây, rất là trắng cho quý vị nha, tại vì hàng ngày là em cũng sử dụng cái sản phẩm của Mạnh Linh Bồi luôn, rất là trắng. Hàng ngày là em đều sử dụng như gì nha, hàng ngày em đều sử dụng luôn. Bao điều đặc biệt là cái này mình tắm mặt được luôn nha chị nha, mình tắm mặt được luôn, em cho chị coi bàn tay của vợ em nữa chị. Trắng lắm đó chị ơi, rất là trắng luôn, hàng ngày em đã sử dụng cái sản phẩm này, rất là trắng. Đây, hai tay nè, trắng luôn. Đó quý vị thấy không? Nghĩa là cái bàn tay chúng ta sẽ khác hẳn liền nha chị nha, rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn nha chị nha. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, công ty cực kỳ lớn gì nha, chuyên về cái dòng tắm trắng luôn, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả, ai mà đen quanh năm, ai mà ta nói da trâu da ơ gì đó sử dụng được hết đi chị nha. Rất là mịn màng luôn, bên đây là có ta nói là body ban đêm và body ban ngày luôn. Mua thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em sẽ alo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây quý vị coi. Hai cái quần rõ rệt luôn nè cả nhà ơi. Ôi trắng lắm nha cả nhà ơi. Quỳnh ơi tắm toàn thân đi, anh tài trợ mà. Ủa rồi vợ tao khởi đồ để tại livestream cho mày, mày mới vừa làm với Mạnh Linh Bồi. Tao em có sử dụng hàng ngày mà tại mấy bữa nay em chưa sử dụng lại á. Cái con Mạnh Linh Bồi gặp mày bắt vợ tao khởi đồ để cho thiên hạ mấy ngàn người coi là mày mới chịu hả mày? Dạ cả nhà ơi, rất là trắng nhắm mấy chị nha. Những chị nào mà hay mà đi mà không có dụng kem giống như em á là mình sử dụng cái tắm trắng một bước thì nhắm chị nha. Ôi, đúng rồi, có giấy kiểm định luôn đầy đủ đúng rồi, yên tâm giùm cho em đây. Quý vị coi hai làn da chúng ta sẽ khác liền thì bằng tâm cực kỳ đó chị nha. Đây đi coi nào, mình đưa vô bên đây. Đây, chị em là mua để số thoại giùm cho em chị không? Thấy hai làn da gì bên đây trắng và bên đây đen như gì nha. Chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được hết, một điều đặc biệt rất là mịn màng của chị nha. Style là mê liền. Style là chích mê chích mệt liền, sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok luôn. Dạ vậy em có vừa lòng. Mày kêu vợ mày đó mày làm. Thì mày cũng có vợ, mày tự mày kêu vợ mày tở đồ ra rồi tao lấy chét lên làm đi. Mày mời tao làm, tao mới mời vợ tao làm mà giờ cái này nó trắng quá, vợ tao nó xài nó chơi với tao luôn. Mà mày nở lòng nào mày kêu vợ tao tho toàn thân. Giờ bây giờ vợ tao mặc bikini lên đây tho cho mày mới vừa lòng hả Mạnh Linh Bồi? Dạ 490.000 một chai nha chị Nguyên Nguyên ơi. Mà phải chi vợ tao tướng đẹp tao cũng cho nó lên livestream mặc bikini rồi này rồi á. Mà vợ tao như cái hộp mít gì đó nó lùng tè mà như cái hộp mít mà cắm hai cây tâm. Nó xấu như quỷ gì đó mà mày xà lên livestream mà tao nói chó coi. Mấy chị biết sao không? Tại vì hồn si đó là da cũng trắng lắm chứ nội tệ gì đâu mà. Mấy ngày nay em đi ra máy không có sử dụng kem á, không có dụng kem nhiều á. Những chị nào mà giống như em mà không có thời gian mà dụng kem nhiều là mình mua cái chai tắm trắng một bước này qua Mạnh Linh Bồi sử dụng nha cả nhà ơi. Rất là trắng nha mấy chị nha. Chỉ cần một phước thôi là mọi người ghiền liền nhau chị nha. Mà cái chai nó hơi bự xíu 490.000 mua để tới thợ mày dùm kem chị nha. Cảm ơn vậy. Thì chị em và sản phẩm là nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cho chị nha. Đây, mang xe sản phẩm là Hàn Quốc hết, tất cả là tiếng Hàn Quốc hết nha mọi người nha. Đây cái chai cũ rồi, cái chai này em đang xài nha chị nha. Đây, kem body bên đây là có hai dòng, một dòng ban đêm và một dòng ban ngày nha mấy chị nha. Ban ngày là có sản phẩm là kem tắm body này là chống nắng cho cả nhà mình luôn. Cho nên là cả nhà mình an tâm nha. Khi cả nhà mình xức cái kem body này vô là không cần không sợ bị bắt nắng. Đúng rồi, có hai loại, body ban đêm và body ban ngày luôn. Dạ, kem body là 490.000 luôn nha cả nhà ơi. Những chị nào mà muốn nguyên một cái combo này luôn á là với giá là 1.470.000, cả nhà mình mua ngày hôm nay sẽ được free ship và tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Nguyễn Trung Hiếu, kem body nhiêu tiền là 490.000, chị em nào cần body thì để số điện thoại giùm cho bên em cũng gì nha. Body là 490.000 và xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Cả nhà mình cái chai cái kem body này rất là dễ thương luôn, cả nhà mình có thể để trong cái túi xách đó mấy chị, nhưng mà đặc biệt là cái kem body nó thẩm thấu cho làn da nha chị nha, mà không hề bị lộ vân kem. Em nói thiệt luôn, cả nhà mình có thể là mua thử thôi, mình mua thử một chai thôi là mình sử dụng xem như thế nào rồi mình ủng hộ tiếp cho mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn. Mấy chị biết không, mình xức lên là nó trắng liền luôn, nhưng mà nó không hề bị lộ vân kem nha cả nhà ơi, mà thấm thấu như cái làn da của mình luôn. Và ta nói là để có một làn da trắng sáng đi mất cúp đi dựng tiền, chúng ta hãy nhớ tắm trắng bằng cái serum, bằng cái tắm trắng Acea Skin này. Đây là trắng thật nha chị, nụ cười không vui ơi, cả nhà mình có thể là mua về mình sử dụng thử đi rồi mình sẽ mua nhiều hơn nha mấy chị nha. Tại cái sản phẩm này nó là sản phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc cho nên cả nhà mình an tâm nha. Thì bên em tặng kèm một combo gồm 4 món. 4 món bên em bán là 1 triệu 400
470.000 gồm một cái tấm băng ở phía mặt đi được thằng nào đây kim hả? Dạ cảm ơn em. Dạ đây là cái chai tắm một lần, là cái chai nó màu đen cái gì nha, xài màu đen là cực kỳ ok. Xong là 470.000, mà sau khi mà da trắng xong thì xài tắm hàng ngày dùng cho em, tắm hàng ngày là cái chai màu hồng cái gì nha, ngày nào tắm nó trơn trọi thì da nó bật tông lên, mà sau khi mà da trắng lên thì chúng ta sử dụng cái chai ban đêm cũng như là chai ban ngày dùng cho em, mình kết hợp một bộ sản phẩm dùng cho em mà da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh ba lẹ chân dùng cho em gì nha. Thôi bây giờ chúc mọi người buổi tối vui vẻ, còn chị em nào cần để số điện thoại dùng cho em. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại, tạm biệt mọi người.